Và qua đây thì tôi cũng xin phép tất cả các quý vị là tôi chỉ trình bày, vì cái thời lượng của chúng ta cũng rất là có hạn, cho nên là tôi sẽ chỉ tập trung vào cái bộ trang phục của người Việt hay còn gọi là của người Kinh, chứ không có tham vọng là sẽ giới thiệu nhiều bộ trang phục của các tộc người anh em trên giải đất hình chữ S này của chúng ta. Thì như quý vị cũng biết là đất nước của chúng ta, nếu mà nói về trang phục truyền thống hay là nói về những bộ cổ phục, thì thực ra là chúng ta có tới ít nhất là có 5 dạng, 5 cái mô hình trang phục. Thứ nhất gọi là bộ trang phục của triều đình, thì hay còn gọi là bộ triều phục. Cái trang phục mà dành cho những người là binh lính bên quân đội thì được gọi là nhung phục. Thứ ba là trang phục trong các cái nghi lễ, có thể là nghi lễ cấp nhà nước hoặc cũng có thể là trong các nghi lễ tâm linh thì được gọi là lễ phục. Thứ tư là trang phục dành cho người đã mất hay còn gọi là tang phục. Và cuối cùng là bộ thường phục của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay trong một cái thời lượng chương trình, tôi chỉ muốn tập trung vào cái bộ mà tôi gọi là áo ngũ thân gạch khuy. Như chính cái tên mà tôi có đưa ra, chính là đi tìm lại cái bộ trang phục áo năm thân gái quy. Thì xin vui lòng gửi lại giúp cái bức tranh đầu tiên nhé, cái slide đầu ạ. Vâng, ở đây quý vị sẽ nhìn thấy ở bên phía tay trái màn hình á, là một cái chiếc áo, áo này là chiếc áo năm thân của nữ, và bên tay phải là chính là chiếc áo năm thân của nam. Hai bộ trang phục này đều được phục dựng lại theo cái bộ trang phục được sưu tầm ở trong trong bảo tàng kinh đô của Huế. Trước khi quay trở về với cái lịch sử hình thành của cái bộ trang phục áo năm thân cài khuy, thì ở đây tôi muốn đưa ra một vài những cái bộ trang phục mà được hiểu là những bộ trang phục hiện tại ở trên đất nước của chúng ta, cả nam và cả nữ hiện nay đang thường mặc hay là mặc một cách rất là phổ biến. Cái bộ trang phục ở bên tay trái của tôi thì đây chính là một cái bộ trang phục của cách tân của nữ, một cái bộ trang phục khá là hiện đại. Và bên cạnh cái bộ trang phục đó là một cái bộ trang phục mà được may theo một cái hình thức khá là mới mẻ, và gần đây là nhiều MC truyền hình hay là ca sĩ họ đang mặc cái bộ trang phục như vậy. Và bên cạnh nữa là những cái bộ trang phục áo dài và trên đầu thì là đội khăn cuốn. Thì đây cũng được coi là bộ trang phục áo dài của người phụ nữ Việt Nam. Và bên tay phải thì chính là bộ trang phục của nam giới mà hiện nay chúng ta đang mặc trong rất là nhiều cái không gian khác nhau, trong các hội nghị, hội trường hoặc là trong những cái buổi mà gọi là mang cái nghi thức của nhà nước. Thì nam giới của chúng ta hiện nay đang mặc đó chính là cái bộ comme-lê veston, bộ gilet mặc ở bên trong. Thì đây là những cái bộ trang phục mà thường mặc của đất nước chúng ta. Và tôi là một cái người mà như ban đầu anh Bình cũng có nói là tôi không phải là cái người chuyên nghiên cứu về trang phục, mà chỉ bắt đầu từ một cái câu chuyện là yêu cái văn hóa của đất nước Việt Nam. Và tôi từng may một cái bộ trang phục mà một lát nữa tôi sẽ trình bày ở cái slide tiếp theo, để thấy rằng là tôi cũng đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị nhưng mà vô cùng cay đắng, bởi vì tôi đã phải mua một cái thứ vải dành cho các nguyên thủ quốc gia may trong cái hội nghị APEC ở tại Việt Nam năm 2005, vô cùng đắt đỏ, nhưng cuối cùng thì tôi lại may theo đúng như cái hình của cái bạn nam đang mặc cái chiếc áo màu đỏ như thế này, tức là nó có cái nguồn gốc xuất xứ ở Nam Á chứ không phải là trang phục thuần Việt của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đấy chính là cái trải nghiệm ban đầu của tôi, và tôi vô cùng cảm thấy xấu hổ khi trong các cái nghi thức ngoại giao, đặc biệt là khi các cán bộ ngoại giao của chúng ta, đặc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đi nhận nhiệm kỳ ra nước ngoài, khi bên nước chủ nhà họ có yêu cầu là mặc trang phục truyền thống, thì dường như các đại sứ của chúng ta hay là những người làm công tác ngoại giao dường như rất là bối rối, không biết được ra rằng là ô thì hóa ra là trang phục của đất nước Việt Nam của chúng ta là trang phục nào. Thì đây là một cái câu hỏi, và tôi cũng đang nằm ở trong một cái bối cảnh như vậy, vì tôi học ở bên Học viện Quan hệ Quốc tế. Cho nên là tôi rất là ý thức về cái câu chuyện này, nhưng mà hoàn toàn tôi không hiểu biết gì cả. Và đấy cũng chính là cái lý do ban đầu để tôi quay trở về để tìm hiểu về bộ trang phục áo năm thân gái quy. Ở đây quý vị đang nhìn thấy được hai cái bức ảnh, chỉ trong vô vàn các bức ảnh mà thôi,
thì ở bên phía tay trái của quý vị thì đang nhìn thấy là vào cái thời kỳ Lê Trịnh, tức là cái tiền thân trước khi ra đời cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy, thì bên phía tay trái quý vị đang nhìn thấy một chiếc áo gọi là chiếc áo giao lĩnh mà ngày xưa là các cụ là thường mặc. Và bên cạnh cái chiếc áo giao lĩnh đó chính là chiếc áo đối khâm. Đây là một cái loại áo khoác mà bên trong là có một cái áo mặc áo áo bó sát vào cơ thể ở bên trong. Và bên tay phải thì hiện tại là đang có hai cái bộ trang phục, là một là bộ trang phục gọi là bộ trang phục áo gọi là áo tấc tay thụng, còn một cái gọi tên khác nữa nó gọi là áo áo tay thụng. Và bên tay phải chính là cái bộ trang phục gọi là áo viên lĩnh, tức là áo cổ tròn. Thì đây là hai cái bộ mà trang phục vô cùng là quý phái và được mặc ở trong vương triều của nhà Nguyễn về sau này, nhưng cũng là những bộ trang phục là phổ thông mặc ở thời kỳ của Lê Trịnh. Ở đây quý vị đã nhìn thấy ba cái hình ảnh cũng rất là phổ biến ở cái thời kỳ trước khi ra đời cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy. Bên tay trái quý vị là một chiếc áo gọi là áo mớ ba của cô gái gọi là chị hai quan họ, nhưng dĩ nhiên đây là một cái trang phục đã được cách tân. Thế nhưng mà nó cũng gợi lên một, bởi vì là cái áo mớ ba tức là được mặc bằng ba cái thứ vải khác nhau để khoe với cả là những cái người đối diện rằng là cái người con gái của vùng Kinh Bắc là cái người rất là sành điệu, biết mặc nhiều trang phục và cũng rất là giàu có vương giả, cho nên họ mặc cái áo mớ ba và mớ bảy, tức là mớ ba tức là áo ba lớp, mớ bảy là áo bảy lớp. Và ở giữa chiếc là cái áo vô cùng phổ thông của người phụ nữ ở ngoài Bắc chúng ta, đấy chính là cái chiếc áo tứ thân. Áo tứ thân nó cũng giống như là cái chiếc áo đối khâm vừa rồi cái slide trước tôi có trình bày, thì áo đối khâm, cái áo giao lĩnh, cái áo tứ thân này thì là bên trong người phụ nữ ở ngoài Bắc là mặc yếm. Và bên phía tay phải chính là một cái hình ảnh quen thuộc của cái người đàn ông lao động ở ngoài Bắc, đó chính là cởi trần đóng khố. Và đây chính là cái lý do mà để sau này là các học giả ở cái thời kỳ của chúa Nguyễn Phúc Khoát khi cho ra một cái chiếu dụ về cái việc ban bố là buộc người dân phải mặc áo năm thân gài khuy, thì thấy cái cảnh ở ngoài Bắc tức là người đàn ông thì cởi trần đóng khố và phụ nữ thì mặc áo tứ thân và mặc yếm. Đây là hai cái hình ảnh không được đẹp mắt trong cái cách nhìn của người đàng trong, tức là so với chúa Nguyễn Phúc Khoát thời bấy giờ là nhận định như vậy. Và đây chính là những cái tiền đề ban đầu để dẫn đến cái sự ra đời của một cái bộ trang phục có cái tên là gọi quần chân áo chít, hay còn gọi là áo năm thân gài khuy. Quay trở lại một chút về cái bối cảnh lịch sử hình thành cái bộ trang phục này, thì quý vị cũng biết là một cái thời kỳ dài đất nước của chúng ta bị phân tranh, là từ năm 1558 thì chúa Nguyễn Hoàng là đi vào cái dãy núi Hoành Sơn để mở ra một cái lãnh địa mới mà sau này có cái tên được gọi là xứ Đàng Trong, và kinh đô Huế Phú Xuân đã được coi là trung tâm, là cái kinh đô ở bên xứ Đàng Trong. Và ở bên ngoài thì chế độ của vua Lê Chú Trịnh và một cái thời kỳ dài là hai bên mâu thuẫn với nhau. Và một trong những cái việc mà Đàng Trong mong muốn là thoát ly ra khỏi với cả Đàng ngoài, thì ngay từ cái thời kỳ khi tôi đọc cái cuốn gọi là Việt Sử Xứ Đàng Trong của học giả Phan Khoang, thì có nhận định rằng là ngay từ cái thời của vị chúa thứ hai, tức là cái vị chúa thứ hai tôi chưa nhớ tên, thì đã bắt đầu có cái tinh thần là ly khai khỏi cái vương triều ở Đàng ngoài, tức là vương triều Lê Trịnh ở bên phía Đàng ngoài. Thì đã hiện nay nếu như ai quý vị nào mà đi vào ở trong Quảng Nam ở Đà Nẵng thì vẫn còn thấy hiện diện của một vài cái thành lũy như là Lũy Thầy, ở trong đó chính là một trong những cái dấu tích của lịch sử, là ở phía Đàng Trong đã rất là mong muốn độc lập với cả xứ Đàng ngoài. Và một trong những việc của các đình thần khi mà họ cố vấn lên cho các chúa là cần phải xây dựng một cái nền văn hóa mới, xây dựng một cái triều đại mới, thì cái việc trong những cái việc thay đổi đó thì có dẫn đến một cái việc, đó là cái việc phải thay đổi về mặt trang phục. Thì một trong những cái câu nói mà chính một cái vị ở trong đây tôi có dẫn ra là một cái nhân vật
là ông này tên là ông Jean Confleur, chính là một cái vị giáo sĩ có 14 năm thì ông ấy sống ở ở Việt Nam, thì có 7 năm thì ông ấy đã ở vào cái thời đại, thời gian mà Chúa Nguyễn Phúc Khoát giữ ngôi nước từ năm 1738 đến năm 1765. Thì ông ấy đã quan sát và ông đấy đã đưa ra một cái nhận xét, đó là vào năm 1744 thì một đạo luật đã được ban hành và người ở đàng trong từ bỏ một cái thứ y phục nhơ nhớp của đàng ngoài để mặc theo cái lối y phục mới. Thì cái chữ mà ở đây ông ấy sử dụng là trang phục nhơ nhớp, chính là cái bộ trang phục mà ông đã thấy là những cái người dân ở ngoài Bắc đã theo Chúa Nguyễn Hoàng vào ở trong xứ đàng trong, tức là vào vào Phú Xuân, vào kinh đô Huế đó. Thì ở trong đó là đã mặc, đàn ông thì là cởi trần đóng khố và phụ nữ thì mặc áo dài, mặc cái áo tứ thân và hở yếm. Và chính cái điều này đã dẫn đến là đàng trong không chấp nhận khi mà thay đổi cái trang phục mới, và ông ấy đã lựa chọn một cái bộ trang phục, tức là đã họp đình thần và thấy rằng là ở trong xứ đàng trong có một cái bộ trang phục rất là đẹp, rất là nền nã so với cả hai trang phục vừa rồi. Thì đó chính là một cái bộ trang phục được gọi là cái áo năm thân gài khuy, hay còn gọi một cái tên khác được gọi là quần chân áo chít. Thế nào được gọi là quần chân áo chít? Tức là quần ở đây, người phụ nữ ở ngoài Bắc là mặc áo tứ thân và mặc váy. Chính cái việc mặc váy như vậy thì thấy rằng nó rất là luộm thuộm, nó rất là dài và rất là khó cho cái việc mà thao tác đi lại. Cho nên là bây giờ người ở xứ đàng trong, người dân sẽ phải mặc một cái bộ trang phục, đó là mặc quần hai ống, hay còn gọi là mặc quần ống sớ. Và áo thì lúc trước đây là vì mặc cái áo thụng tay, thì bây giờ phải may hẹp lại để trở thành cái áo gọi là áo hẹp tay. Thì cái bộ trang phục này là cả nam và cả nữ đều mặc chung một kiểu trang phục. Và có một cái cuốn sách rất là quan trọng khi tôi đi nghiên cứu về cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy này, chính là cái cuốn sách Phổ Biên Tạp Lục của học giả Lê Quý Đôn. Thì vào năm 1776, thì lúc đó là ông với một cái cương vị là tham tán quân cơ, tức là một cái chức quan văn, nhưng mà là quan văn mà làm một cái chức gọi là cố vấn cho quan võ, một cái vị trưởng dinh ở trong xứ Thuận Quảng. Thì lúc đó ông ấy cũng đã có một cái nhận xét khi viết trong cái cuốn sách của mình. Ở đây, xin lỗi quý vị là có vẻ hơi mờ. Ở đây là ông ấy có ghi như sau. Ông có ghi là thường phục thì đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay hoặc rộng hoặc hẹp tùy tiện. Áo thì từ hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không cho xẻ mở. Đấy là theo cái cách nhìn nhận của cụ Lê Quý Đôn, bởi vì cụ Lê Quý Đôn lúc đấy là đại diện cho chính quyền của Lê Trịnh. Khi vào nhậm trị ở bên xứ đàng trong thì có nhìn thấy người dân đã mặc cái bộ trang phục như vậy, và ông ấy đã ghi lại trong cuốn Phổ Biên Tạp Lục. Và một cái cuốn sách về thời của sau này là khi thời của Chu Nguyễn thì đàng trong, như sau khi đến thời của Vương Triều của nhà Nguyễn từ năm 1802 trở về sau này năm 1945, thì có một cái cuốn sách khác rất là quan trọng, đó là cuốn Giã Sử Lược Biên Đại Việt Quốc Nguyễn Triều Thực Lục. Cái cuốn này có một số các học giả, thì trong đó có hai học giả là Lý Văn Phức và Nguyễn Công Trứ, thì đã có nêu ra rất là rõ ràng là ở đây cái để làm rõ hơn, bởi vì khi chúng ta tôi đi tìm lại cái chỉ dụ của Chúa Nguyễn Phúc Khoát năm 1744 để đánh dấu một cái giai đoạn là ở đàng trong bắt đầu có một cái bộ trang phục mới đẹp đẽ hơn, nền nã hơn, kín đáo hơn, tức là áo này là áo cổ đứng và có tay chẽn và cài khuy. Thì lúc đó trong cái cuốn Giã Sử Lược Biên Đại Việt Quốc Nguyễn Triều Thực Lục thì có ghi ở đây như sau, tức là cấm đàn ông đóng khố, đàn bà không được mặc váy khiêm áo tứ thân, nhất loạt đều dùng quần chân và áo năm thân theo lệnh của Hiếu Võ Vương Hoàng đế năm xưa ở Thuận Hóa. Tức là Hiếu Võ Vương Hoàng đế ở đây chính là vị chúa thứ 8 trong số 9 vị chúa ở xứ đàng trong, chính là Chúa Nguyễn Phúc Khoát, là cái người
mà đã có cái công lao trong cái việc ban bố cái chiếu dụ để buộc người dân ở xứ Đàng Trong đều mặc chung một cái kiểu trang phục, đó chính là áo năm thân gài quy, cổ đứng tay chẽn, hay còn gọi là quần chân và áo chíp. Xin slide tiếp theo ạ. Nếu như ở thời của chúa Nguyễn Phúc Khoát mới chỉ quy định được người dân là ở trong xứ Đàng Trong mặc một cái bộ trang phục mới có tên là áo năm thân gài khuy, thì sang đến thời kỳ của nhà Nguyễn, tính từ thời của vua Gia Long từ năm 1802, thì một cái vị vua thứ hai, tức là vua Minh Mạng, ở ngôi nước từ năm 1820 đến năm 1841 đã nhiều lần ra chỉ dụ buộc cả Nam Hà và Bắc Hà, tức là buộc tất cả mọi người dân trên toàn cõi lãnh thổ của đất nước Việt Nam của chúng ta phải mặc chung một cái thứ bộ trang phục. Và cái việc mặc bộ trang phục này đã trở thành phổ biến rộng rãi ở trong người dân, thì cái bộ trang phục này đã được các nhà nghiên cứu đi trước và thậm chí là những người mà làm cái công việc may mặc đã đặt trong một cái tên, đó là bộ quốc phục. Và tôi rất là ưng ý với cái tên là bộ quốc phục là bởi ba lý do chính ở đây. Tức là cái sức sống đầu tiên, đó là cái sức sống bền bỉ của bộ trang phục này. Tức là nếu như tính từ cái quy định, cái chiếu dụ của chúa Nguyễn Phúc Khoát năm 1744, mặc dù rằng là cái bộ trang phục áo năm thân gài quy này đã được mặc phổ biến từ trước đó, sau đó thì chúa Nguyễn Phúc Khoát mới ra cái chiếu dụ vào năm 1744 để đóng một cái đinh là từ thời khắc này là mọi người dân ở xứ Đàng Trong phải mặc cái trang phục áo năm thân gài quy. Thì cái thứ nhất là chính là cái sức sống bền bỉ của bộ trang phục này tính từ năm 1744 đến nay. Thứ hai là từ chúa, vua quan cho đến thứ dân đều mặc chung một kiểu trang phục. Và cái mặc như vậy tính đến nay cũng trên dưới 3 hoặc gần như là đến 3 hoặc 400 năm rồi, và một cái thời gian khá là dài. Và cái yếu tố thứ ba chính là cái tính phổ quát của nó, có nghĩa là bộ trang phục này trước đây được mặc ở bên trong xứ Đàng Trong thì nay được mặc ở cả xứ Đàng Ngoài, mặc ở trong cả phạm vi cả nước, mà nó có một cái tên chính là bộ quốc phục. Thì tôi cũng có sưu tầm được một cái cuốn sách khi mà tôi nghiên cứu, thì cũng rất là may mắn là sưu tầm được cái cuốn gọi là sách học về cắt may quốc phục của Việt Nam. Và cái cuốn sách này của cụ Nguyễn Bá Còn được viết vào năm 1960. Và cái cuốn sách này được ra đời ở trong Sài Gòn, ở ngoài Bắc thì không có cơ hội để có thể tiếp tục phát huy cái bộ trang phục này. Và một lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về cái lý do mà bộ quốc phục này đã không còn hiện diện nhiều ở trong cuộc sống đương đại nữa. Để quý vị có thể nhìn được thấy rõ hơn về cái hình hài cũng như cái kết cấu của cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy, thì ở bên tay trái đây là một cái chiếc áo. Và dĩ nhiên cái chiếc áo này cũng là một chiếc áo được phục dựng lại theo lối cổ của các cụ. Thế thì đặc điểm của cái áo này thì quý vị nhìn thấy rất là dễ để có thể nhìn thấy là chiếc cổ là cổ đứng, hay còn gọi một cái chữ nôm na hơn, nó gọi là như kiểu cổ, cái thành giếng, nó giống như cái thành giếng ôm trọn lấy chiếc cổ của người mặc. Và chiếc áo này là có 5 chiếc khuy, một chiếc khuy là ở dưới cổ, một chiếc khuy ở xương đòn vai bên tay phải của người mặc, và 3 cái chiếc khuy còn lại thì là dọc bên sườn phải của người mặc. Thì cái chiếc áo này là chiếc áo cổ đứng, gài khuy, có 5 chiếc khuy, và quý vị cũng nhìn thấy là 2 cái tà, cái áo này có 5 tà hay là có 5 thân. Thì 2 cái tà này là xòe rộng hay hẹp là tùy vào cái văn hóa vùng miền, ở trong miền Nam hay là ở miền Trung hoặc là ngoài Bắc thì nó cũng có cái sự xê dích nhất định. Thế nhưng mà đều tự chung lại là chiếc áo này gồm có 5 thân vải. Thì quý vị đều có thể là nhìn qua cái hình ảnh, có thể dễ hình dung ra được cái chiếc áo là như thế nào. Và cái bên tay trái của tôi thì được gọi một cái tên khác, nó gọi là áo may theo cái dạng gọi là dạng kép, tức là bên ngoài là cái hoa văn được khôi phục, được lấy lại ở thời kỳ của nhà Nguyễn, và bên trong là một cái lớp đỏ
ở bên trong có thể là bằng vải tơ tằm hoặc cũng có thể là bằng một cái loại vải kate của nhập khẩu. Quý vị nhìn thấy ở bên tay trái nó chính là cái hình ảnh của bà Nam Phương Hoàng hậu, tức là cái vị hoàng hậu cuối cùng của vương triều của nhà Nguyễn. Thì ở đây á thì bà có đội một chiếc khăn vành, và ở bên cạnh đó chính là cái khăn, gọi là cái khăn, chúng tôi cũng có thể là hơi bị đọc lầm là hiểu là cái mấn đội của người phụ nữ, nhưng tôi có trao đổi với cả một vị sư thầy mà tôi rất là quý kính, đó là thầy Thích Chí Minh. Thì thầy Thích Chí Minh có giải thích rất là rõ ràng là cái chữ mấn là dùng cho người đã mất, tức là nó liên quan đến tang phục. Thế còn người phụ nữ thì có thể là khăn quấn đầu. Thế còn bên tay phải thì quý vị đã nhìn thấy là các cái mô thức mà người đàn ông Việt Nam của chúng ta ở trước đây đã sử dụng các cái cách từ quấn tóc, rồi vấn tóc, rồi dùng khăn đóng. Thế thì cái bối cảnh tôi cũng muốn nói qua là người Việt Nam của chúng ta ngày trước là các cụ để tóc dài, và để mà mặc hợp với cả cái áo năm thân gài quy này thì các cụ đã phải vấn tóc lên. Có thể là các cụ bó cái búi tó ở củ hành ở đằng sau gáy, và sau đó thì các cụ sẽ quấn cái khăn lên. Và hôm nay quý vị nhìn thấy là tôi sử dụng một cái khăn, mà cái khăn ngày hôm nay là tôi vấn khăn. Chiếc khăn này khá dài, nó dài vào khoảng độ tầm 6 mét, và tôi buộc lòng phải soi gương để tôi vấn, để muốn nói lên cái nếp nho nhã của các cụ mình ngày xưa. Và đơn giản hơn thì các cụ có thể sẽ chỉ cần sử dụng một cái tấm vải rộng có thể là chừng 5-60 cm, nhưng nó dài khoảng độ tầm trên dưới 2 mét, thì các cụ cũng có thể là quấn rối ở trên đầu. Còn những ai mà là các bậc nho sĩ thì có thời gian và các cụ cũng kiểu cách hơn thì có thể sẽ sử dụng đến những cái loại hình thức là khăn vấn tóc như của tôi đang sử dụng. Nhưng bên cạnh đó thì đến đầu của thế kỷ 20 thì cái câu chuyện này tôi sẽ nói chuyện sau, thì do là chúng ta bắt đầu là cắt tóc. Nhiều người đàn ông của đầu thế kỷ 20 đã bắt đầu cắt tóc và để tóc ngắn, để cho nên là rất là các cụ cũng muốn để cho nó hợp với cả cái thời đại lúc đó, thì các cụ chuyển sang từ cái khăn vấn, khăn quấn và trở thành là khăn đóng. Thì ở đây tôi cũng có muốn giới thiệu với quý vị, ở đây chính là một cái hình của cái chiếc khăn khăn đóng theo cái lối của ngoài Bắc, ở đây là hình hình chữ nhân. Đấy. Và một cái chiếc khăn này là một cái chiếc khăn được đóng sẵn. Và cái này là tôi cũng nhờ một cái bạn ở trong đằng trong, tức là ở miền Nam, là làm cho tôi. Và cái này là cái rất là thuận lợi để trong cái việc đi công tác, là quý vị có thể để ở trong vali được, rất là thuận lợi. Và quý vị có để ý thấy ở đây là có một cái hình ảnh là các cụ ông mặc bộ trang phục áo năm thân gài quy, nhưng mà quần thì màu màu trắng. Thì cái đây nó là một cái sự kế thừa, tức là trước đây thì chỉ có những bậc vương giả quan lại trong triều đình thì mới có đủ được điều kiện về mặt tài chính, và mới có thể là sang chảnh đến cái mức là có thể mặc cái bộ trang phục áo lót, tức là áo cánh màu trắng ở bên trong và chiếc quần màu trắng, cái quần ống sớ màu trắng ở bên trong. Chứ còn đối với dân thường thì hầu hết là đều phải mặc những cái loại vải diềm bâu, cái loại vải nâu sòng, những cái vải thanh cát, hoặc là những cái loại vải vóc nó rất là thô sơ. Thế nhưng mà về thời Nguyễn muộn, tức là từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 trở về sau này, thì các cụ cũng đã bắt đầu biết lựa chọn một cái bộ lót nền ở bên trong màu trắng, rất là trang nhã, rất là lịch sự, và cũng để cho thấy được cái sự sạch sẽ. Tôi có thể nói ở đây một chút liên quan đến câu chuyện về văn hóa của bộ trang phục này. Khi tôi nghiên cứu về bộ trang phục, khi đọc được đến những cái dòng mà nói về cái biểu tượng văn hóa, nói về cái triết lý dân gian mà kết tinh ở trong bộ trang phục áo năm thân gài quy này, thì tôi vô cùng là cảm thấy rất là cảm động, vì nó nói lên được cái đạo hiếu của người Việt Nam của chúng ta. Thì tôi có dẫn ở đây hai cái hình ảnh ở trong cái cuốn của học giả Hengi Ojê, tức là cái cuốn nó có cái tên là ở đây nó
có cái cuốn nó gọi là Kỹ thuật của người dân, người An Nam. Nó được làm vào đầu thế kỷ 20. Thì để làm cái dẫn dụ cho tôi, thì ở đây á, theo như là các nhà nghiên cứu văn hóa ở trong kinh đô Huế, mà đặc biệt là có một cái vị học giả là bác Nguyễn Xuân Hoa, cũng đã nhiều lần trong những cái buổi hội thảo khoa học về trang phục áo áo dài, áo năm thân gài quy, thì cũng đã có lần chia sẻ rằng là hai cái thân trước của người mặc áo tượng trưng cho người cha người mẹ sinh thành ra mình, hai cái thân sau là hai cái thân mà tượng trưng cho người cha người mẹ sinh thành ra người hôn phối. Thân thứ năm mà ở slide trước tôi có chia sẻ là cái thân con, cái thân đấy được tượng trưng cho là thân của người mặc áo bên phía tay phải của người mặc và nằm ở bên trong. Thì cái thân bên trong này là cái thân mà luôn được bố mẹ hai bên nội ngoại là ôm ấp chở che, và làm con thì luôn luôn phải giữ đạo hiếu với cả tứ thân phụ mẫu. Thì đấy là một cái triết lý dân gian mà tôi thấy rằng là nó vô cùng đẹp, nó vô cùng có ý nghĩa. Và năm cái chiếc khuy ở trên cái chiếc áo năm thân gài khuy này, đó tượng trưng cho ngũ thường của người đàn ông Việt Nam chúng ta, tức là tượng trưng cho nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Hay cũng có thể được hiểu sang một cái cách hiểu khác, đó là tượng trưng cho ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì đấy là những cái nét văn hóa dân gian mà các cụ muốn đưa vào cái chiếc áo năm thân gài khuy này để cho nó một cái biểu tượng văn hóa. Vừa rồi thì tôi mới giới thiệu một cách khái lược cái lịch sử hình thành cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy đã được định chế từ thời của chúa Nguyễn Phúc Phát năm 1744 và đến thời kỳ của nhà Nguyễn, đặc biệt là vua Minh Mạng đã có một cái công lao lớn định chế cho tất cả mọi người dân ở cả đàng trong và đàng ngoài, ở cả Nam Hà và Bắc Hà, hay cả toàn cõi của đất nước Đại Nam sau này trở thành đất nước Việt Nam của chúng ta, thì đều mặc chung một cái bộ trang phục. Và quý vị cũng thấy là cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy, mặc dù là sau năm 1945 vương triều của nhà Nguyễn không còn tồn tại nữa, nhưng mà ở trong nhân gian, nếu như quý vị để ý thấy ở vùng văn hóa của Kinh Bắc, tức là ở cả Bắc Ninh và Bắc Giang, thì vẫn thấy các anh hai, anh ba, anh tư vẫn mặc cái áo mà lúc nãy tiến sĩ Đinh Hồng Hải có nói rằng là cái áo the khăn xếp. Thì đấy chính là cái tên mà để định danh cho cái người anh hai của vùng quan họ đã mặc cái chiếc gọi là áo the khăn xếp và vẫn còn gìn giữ cho đến tận ngày hôm nay. Thứ nữa là quý vị cũng thấy là những cụ ông đi ra đình, đi ra đền ở vùng làng quê, đặc biệt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta, thì vẫn mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy. Hoặc thêm nữa là chúng ta cũng nhìn thấy các ông đồ nho mà bây giờ ở đâu đó, ở các nếu như ở Hà Nội thì có mỗi khi đến dịp xuân về, đầu xuân năm mới, thì vẫn thấy các ông đồ nho ở quanh Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy để viết chữ nho cho những ai mà vẫn còn yêu cái nét chữ cổ xưa của các cụ. Và những người nặn tò he hoặc là ở trong miền Tây á, của đất nước Việt Nam chúng ta, thì có một cái đạo, nó gọi là đạo mà ở những người Tây Ninh ấy, ở Tây Ninh thì đạo Cao Đài, là tôi thấy là có rất là nhiều những người giáo dân ở trong đó họ mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy, nhưng mà họ mặc cái bộ màu trắng và cái khăn của họ cũng là cái khăn đóng. Thì khi tôi nhìn thấy những cái lát cắt của cái chiếc áo này, và còn đặc biệt nữa là ở trên cái phương diện trên truyền hình, đặc biệt là cái sân khấu mà là sân khấu truyền thống, những cái vở chèo như là Lưu Bình Dương Lễ rồi là Ngao Sò Ốc Hến, thì quý vị cũng có thể sẽ nhìn thấy được cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy vẫn được mặc. Thế thì tuy nhiên thì do là cái thời cuộc nó có sự thay đổi, nó cũng dẫn đến là cái bộ trang phục này cũng bị phôi phai, không còn giữ lại được những cái nét đẹp truyền thống nữa. Ở đây thì tôi có nêu ra được 7 cái lý do chính
là khiến cho cái bộ quốc phục đã từng được mặc một cái thời gian rất là lâu dài, ở trên dưới 300-400 năm, mà cuối cùng là bị thoái trào, không còn hiện diện nhiều trong cái cuộc sống đương đại, tức là không còn được mặc phổ biến mà chỉ được mặc ở đâu đó như các vùng miền mà tôi vừa chia sẻ với cả quý vị. Thì ở đây á thì quý vị cũng thấy là đầu tiên là khi Pháp xâm chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta năm 1858 thì Pháp đã mang vào đất nước của chúng ta một cái nền văn minh mới. Như là riêng chỉ xét riêng về về trang phục thôi thì quý vị cũng thấy là những cái bộ com lê veston là bắt đầu được đưa vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Phụ nữ thì của Pháp thì mặc những cái bộ trang phục như là mặc váy đầm, rồi bắt đầu áo thì có cái loại áo con mà tiếng Pháp chúng tôi gọi là áo corset đó, rồi đi giày ngày xưa là các cụ cũng đã học theo của người Pháp. Thì đấy là cái lý do đầu tiên là Pháp đã xâm chiếm nhưng họ mang vào một cái nền văn minh, bởi vì khi mặc cái bộ com lê veston thì chúng ta cũng phải thấy là một cái bộ trang phục sau này nó đã trở thành là bộ quốc tế phục rồi, có nghĩa là rất là phổ biến cho tất cả mọi người trên khắp toàn cầu vì cái tính tiện dụng của nó. Cái lý do thứ hai á là sau khi sau năm 1945 thì chúng ta cũng thấy là ở đặc biệt ở ngoài Bắc, đất nước của chúng ta phải đối mặt với một cái câu chuyện là kinh tế thì dường như là không có khả năng, mà cụ Hồ cụ đã tổng kết rằng là đất nước của chúng ta phải đối mặt với ba cái thứ giặc, tức là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Thì liên quan đến chuyện về về giặc đói thì để may được một cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy như thế này là rất là tốn kém, phải nói là nó tốn vải hơn so với cả may các bộ trang phục thông thường. Mà thời kỳ của những năm 45, 46 thì cụ Hồ cũng đã phải từng vận động là cái liên quan đến là hũ vàng kháng chiến, rồi là hũ gạo kháng chiến, rồi tất cả mọi sự là đều phải ủng hộ, bởi vì thực dân Pháp lại quay trở lại xâm chiếm đất nước chúng ta cho 9 năm trường kỳ kháng chiến đến năm 1954. Thì lúc đó ở Hà Nội cũng như là ở ngoài Bắc là đất nước của chúng ta vô cùng là đói nghèo, mà chúng ta buộc lòng phải tiết kiệm. Thì nhiều bộ trang phục áo năm thân gài khuy đã buộc phải cắt ra để trở thành chiếc áo cánh, và thừa vải thì chúng ta lại may cái trang phục cho trẻ em, trẻ con để mặc. Thì đấy cũng là một cái lý do để dẫn đến cái bộ trang phục ở ngoài Bắc cũng khó có cái điều kiện để có thể hiện diện. Và cái lý do thứ ba là đến sau khi cái hiệp định Geneva được ký năm 1954 thì rất là không may mắn cho đất nước chúng ta bị chia tách ra thành hai miền Nam Bắc và đi theo hai cái chế độ đường lối khác nhau. Thì ở trong Nam, nếu mà quý vị mà đọc sử sách thì các quý vị vẫn thấy được cái hình ảnh là người dân ở trong Nam vẫn mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy, và đặc biệt là các vị tổng thống của miền Nam gọi là miền Nam Cộng Hòa đó, đặc biệt như là tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn mặc cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy để tiếp khách nước ngoài. Ở ngoài Bắc thì tất cả vì miền Nam ruột thịt, theo cái tinh thần ở ngoài Bắc là xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa, cho nên là mọi thứ đều vì tiền tuyến, vì miền Nam yêu thương, và cái bộ trang phục áo năm thân gài khuy không có cơ hội. Thậm chí là nếu như gia đình nào khá giả vì những lý do khác nhau mà mặc bộ trang phục áo năm thân gài khuy ra đường thì có thể bị quy kết là tàn dư của chế độ phong kiến, bị đả phá. Và cũng rất là không may mắn cho ngoài Bắc của chúng ta thì vào những cái năm cải cách ruộng đất, rồi là cải cách về mặt văn hóa của những năm 60 thì dường như là bộ trang phục áo năm thân gài khuy hoàn toàn không có cơ hội để hiện diện ở trước công chúng nữa. Và nếu như ai mà mặc cái bộ trang phục này thì có thể trở thành những đối tượng bị đánh vô cùng là tàn khốc. Và sau này nó cũng sẽ là những cái lý do mà để rồi là mọi người cũng đã chê bôi cái bộ trang phục này, nó là cái di sản hay nó là cái tàn dư của cái chế độ cũ, của cái chế độ của nhà Nguyễn và cần phải loại bỏ. Đấy là cái lý do thứ ba. Cái lý do thứ tư là cái lý do mà vì cái bộ trang phục này ở ngoài Bắc không còn được hiện diện trước trước cuộc sống nữa, ở trong cuộc sống nữa, thì nó đi lên trên sân khấu. Và ngày xưa thì bản thân là các nhà làm
chính trị cũng đã nhận xét, thậm chí kể cả cụ Hồ cũng đã coi cái văn học và nghệ thuật đã trở thành một cái mặt trận để cùng với cả các mặt trận về quân sự để làm sao đó đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Thì các cái bộ trang phục mà lúc này như là Lý Trường hoặc là Chánh Tổng hoặc là những cái người mà lên trên sân khấu, ở đây tôi có đưa lên hai cái hình ảnh mô phỏng từ hai cái câu chuyện, tức là trích ra từ một cái vở cải lương và một cái vở chèo, đều có chung đó là cái câu chuyện là Nghêu Sỏ Ốc Hến. Thì quý vị nhìn thấy một cái bức tranh ở phía dưới là thấy là cái bộ trang phục áo năm thân gài quy đã được cách điệu và theo cái tinh thần là cứ áo mặc màu nào thì cái khăn là mặc theo cái màu như vậy, mà trước đây của các cụ chúng ta đều thống nhất là dù thế nào thì các cụ cũng chỉ có thể lựa chọn cái màu sẫm màu, mà hai cái màu điển hình hoặc là màu đen hoặc là cái màu nhiễu tím tam giang là cái màu mà được các cụ là mặc phổ thông, tức là đội khăn phổ thông. Nhưng mà vì lên sân khấu, vì cái bản chất của sân khấu là quý vị cũng biết là phải đưa ra những cái hình ảnh nó rất là nổi để có thể bắt mắt được cái người xem. Và chính những cái hình ảnh được đưa trên sân khấu như thế này cũng dẫn đến những cái hiểu lầm, những cái lầm tưởng mà sau này các nhà thiết kế thời trang đã nghĩ rằng là chính những cái bộ trang phục ở trên sân khấu mới là chuẩn mực, mới là cái mô típ mà để cho các nhà thiết kế sau này là học theo. Thì đây cũng chính là một trong những cái sai lầm. Một số các nhà thiết kế thời trang hiện đại phá cách, thì đây cũng chính là cái có thể nói rằng là các nhà thiết kế thời trang của chúng ta là những người rất là sáng tạo. Từ khi đất nước của chúng ta hội nhập, bắt đầu mở cửa từ năm 1986, thì chỉ riêng ở xét ở trên cái mặt trận về văn hóa trang phục, thì có thể thấy rằng là rất là nhiều nhà thiết kế sau này đã trở thành những nhà thiết kế rất là nổi tiếng, ví dụ như là nhà thiết kế Minh Hạnh hay là nhà thiết kế Sĩ Hùng, là những nhà thiết kế đã gây dựng được những cái tên tuổi của mình. Thế nhưng mà quý vị cũng thấy ở đây là một số những cái bộ trang phục hoàn toàn không mang cái hình ảnh, không mang cái vóc dáng gì, nhìn thì có vẻ tưởng như là giống cái chiếc áo dài hay là cái áo mà gọi là năm thân gài quy của người đàn ông và phụ nữ Việt Nam chúng ta đã mặc một cái thời gian khá dài như vậy. Nhưng nếu quý vị để ý nhìn cái bức ảnh trên thì đều thấy là họ có làm vai và họ có đều làm một cái đường gọi là đường rắc lăng á, từ tính từ nách cho đến phần cổ của áo, và cái hàng khuy được đẩy lên phía đằng phía trước. Và tôi cũng đã tiếp xúc với một số nhà thiết kế rất là nổi tiếng, không tiện nói tên, nhưng mà khi tôi hỏi thì họ đều cho rằng là chúng tôi đã kế thừa được cái bộ trang phục truyền thống của tổ tiên của chúng ta. Nhưng tôi cho rằng là cái việc nói như thế là hết sức là thiếu, hoặc là có thể họ đã sử dụng cái ngôn từ truyền thống của Việt Nam, hay là đây là một bộ trang phục mà mang đậm cái dấu sắc, cái bản sắc của văn hóa Việt Nam. Thì tôi cho rằng là cái việc mà họ định danh, họ nói như vậy là không có chuẩn mực. Nếu như họ có thể nói rằng là đây là một cái bộ trang phục mang cái dấu ấn của nhà thiết kế này, của nhà thiết kế kia thì đúng hơn. Và những cái bộ trang phục này rất là có thể nói là rất là hấp dẫn, vì màu sắc rất là hấp dẫn, và nhiều MC truyền hình, nhiều người mà hiện nay đang mặc cái bộ trang phục này và luôn luôn tự hào rằng là tôi là người Việt Nam, kể cả họ đi ra nước ngoài. Và cũng có không ít các vị làm trong công tác đối ngoại, tức là làm cái công việc đi ra nước ngoài công cán, thì cũng mặc cái bộ trang phục như thế này và đều khoe rằng là đây chính là trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng thực ra không phải như vậy, nó mang nhiều cái dấu ấn của bộ trang phục của Pakistan hay là của Ấn Độ, hoặc là một cái sự kết hợp với cả cái bộ sườn xám của đất nước Trung Hoa. Một cái lý do nữa thì có thể nói đây chính là cái câu chuyện còn nặng nề về tư tưởng định kiến mà lúc nãy tôi có nói chuyện, là có rất nhiều người sau này đã muốn xóa bỏ đi cái hình ảnh của chiếc áo năm thân gài quy, họ không còn muốn nhớ đến nữa. Cũng có thể là tổ tiên của họ, những người đã từng bị những cái vị quan lại ngày xưa mà tàn ác, đã làm cho cái cuộc sống của những cái người mà sau này con cháu của họ không còn có cái hình ảnh tốt đẹp về cái câu chuyện của quá khứ. Thành thử ra là cứ nhìn thấy cái chiếc áo và họ cho rằng đây chính là cái tàn dư của cái chế độ cũ, chế độ phong kiến mà cường hào ác bá.
luôn chỉ có đi bóc lột người dân, thì dẫn đến là người ta phản đối về cái câu chuyện chiếc áo này và rất là tội nghiệp. Thực ra đây đó là cái bộ trang phục này, khi tôi đi nghiên cứu thì tôi mới phát hiện được ra rằng là cái bộ trang phục này, mặc dù Chúa Nguyễn Phúc Khoát là cái người có cái công lao trong cái việc ra cái chỉ dụ, nhưng mà tôi phát hiện ra rằng là hóa ra rằng là cái bộ trang phục này là đã xuất hiện ra đời từ ở trong nhân gian. Bởi vì cái hình ảnh tôi mặc cái chiếc áo này thì không có cái cổ gọi là cổ lá sen, chứ có những cái áo khác, nếu như quý vị để ý thấy ở trên quanh cái cổ này còn có một cái hình ảnh, đó là cái hình ảnh tượng trưng cho cái cổ lá sen. Một là để làm cho cái cổ áo của người mặc trở nên nó cứng hơn, vì thứ hai nữa là vì ngày xưa là các cụ của chúng ta là phải gồng gánh, dễ là mòn sờn vai, cho nên là may cái cổ lá sen lên là để mục đích là để làm cho cái vai này nó tăng cường được cái sức bền. Thì cái tư tưởng định kiến này là một cái tư tưởng mà có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cái lý do thứ cuối cùng chính là sự thiếu vắng của các nghệ nhân may ở các làng nghề. Thì quý vị cũng biết là sau năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, trao truyền ấn kiếm cho chính quyền cách mạng, thì các cái phường nghề, các cái làng nghề truyền thống mà liên quan đến cung đình Huế là đều bị giải thể. Và tính từ cái thời điểm đó cho đến thời điểm gần đây thì một cái quãng thời gian khá là dài, 7-80 năm, thì tất cả những cái người nghệ nhân mà còn có thể nhớ được đường kim mũi chỉ thì cũng đều già cả và thậm chí đã trở về với tiên tổ. Và những cái người nghệ nhân sau này có thể nói là họ cũng vô cùng là yêu cái di sản văn hóa của tổ tiên, và họ cũng đi lần mò ở trong nhân gian, họ cũng đi tìm những cái người nghệ nhân năm xưa để học lại từng cái đường kim mũi chỉ. Và thật sự là may mắn cho chúng ta rằng là ở từ trong Nam cho đến ngoài Bắc, thì hiện nay nếu như các quý vị mà có sau này có mong muốn may lại một cái bộ trang phục hoặc là một số bộ trang phục để mặc trong những cái dịp mà lễ truyền thống của người dân Việt chúng ta, thì có thể tôi sẽ giới thiệu được, nếu như quý vị ở trong Nam tôi sẽ giới thiệu các nghệ nhân là may ở trong Nam, ở ngoài Bắc tôi sẽ giới thiệu may ở ngoài Bắc và ở kể cả ở kinh đô Huế. Vì hôm nay tôi được biết là có cả anh nghệ nhân Quang Hòa, là một cái người cũng rất là nổi tiếng hiện nay ở trong kinh đô Huế năm xưa đó, là hiện nay anh cũng đang làm một cái việc giống như chúng tôi, đó là nghệ nhân đã phục dựng lại các cái trang phục mà cho các anh em ở trong Huế đang mặc một cách phổ biến như hiện nay. Xin cái tiếp theo, xin lỗi dừng lại một chút ạ. Bên tay phải chính là cái hình ảnh của tôi. Đây tôi đã, trước khi tôi đến với cái câu chuyện nghiên cứu sâu về cái bộ trang phục áo năm thân gài quy, thì tôi có mua cái vải này của một cái người về làm về tơ tằm rất là nổi tiếng ở làng lụa Hà Đông, với một cái số tiền khá đắt đỏ để mua được cái thứ vải dành cho các nguyên thủ quốc gia may trong cái hội nghị APEC. Thì tôi cũng nhờ một cái người thợ may ở trên phố Huế, Hà Nội, và đến khi may lên thì trở thành một cái chiếc áo mà sau này thì các anh em trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, bởi vì tôi cũng xin giới thiệu thêm là trước đây cũng rất là may mắn là tôi cũng được tham gia cùng với cả các anh em trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, và người khởi xướng như vừa rồi tiến sĩ Đinh Hồng Hải có chia sẻ là chính là anh Nguyễn Đức Bình là cái người chủ nhiệm. Và ở trong cái câu lạc bộ Đình Làng Việt này có rất là nhiều vị học giả, các nhà nghiên cứu về mỹ thuật như là anh Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu về văn hóa như là tiến sĩ Trần Đoàn Lâm, và một số các nhà nghiên cứu khác nữa cũng rất là am tường. Và chúng tôi cũng quay trở về để tìm lại cái hình hài của chiếc áo năm thân gài quy, một thời được vinh danh là cái bộ quốc phục của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì khi tôi cũng có giới thiệu cái áo mà tôi đang mặc ở đây để cho anh Bình, anh ấy duyệt, bởi vì anh ấy là chủ nhiệm của câu lạc bộ, cho nên là anh ấy nói với tôi rằng là cái áo này Cường đừng bao giờ mặc nữa. Và tôi, mặt tôi rất là méo sạch, vì tôi đã dành một số lượng tiền rất là lớn, vải thì rất là đắt, nhưng mà cuối cùng thì hóa ra tôi lại may trở thành một cái chiếc áo hai thân, và cũng để chiếc tay là có cái nối cổ tay. Và hôm nay tôi mặc cái chiếc áo này là một cái chiếc áo có thể nói là khá khó để có thể may được, bởi vì chiếc áo này là chiếc áo có hình hoa văn mà buộc lòng phải làm sao là đậu được cái bông
tức là cái kỹ thuật may để làm sao đậu được bông là một cái kỹ thuật mà chỉ có các nhà nghệ nhân, mà họ cũng phải trả rất là nhiều cái giá để sau này họ mới có thể khớp được tất cả. Vì cái chiếc áo này là có 5 thân và nó có cái đường sống giữa ở phía trước, cho nên là có cả đường sống ở phía đằng sau nữa, và phải làm sao đó cho nó đang đối giữa các hình với nhau. Ở đây tôi chỉ lấy ví dụ như là quý vị sẽ nhìn thấy cái đường nối tay ở đây, là đây là cái hình thọ đỉnh, ở đây là hình bông hoa cúc, thì họ đều phải nối làm thế nào đó để cho nó trả lại theo đúng cái hình nguyên dạng. Cho nên là để may được cái chiếc áo này, không những là về mặt kỹ thuật đòi hỏi một cái người may, cái người nghệ nhân phải là người rất là am hiểu về cái kỹ thuật may, nhưng mà phải nói rằng nó sẽ tốn vải hơn so với cả cái việc may vá bình thường, vì là nó là cái kỹ thuật may đậu bông. Tôi vừa rồi đã trình bày một cách khá là sơ lược, bởi vì cái thời gian của chúng ta cũng không cho phép, bởi vì tôi cũng đã dành trong khoảng thời gian là 2 năm vừa cả nghiên cứu và vừa đi điền dã, cộng thêm với cả là lần mò trong nhân gian đến các làng nghề may truyền thống, cũng như là gặp các nghệ nhân và các nghề linh phụ kiện. Thì ở đây tôi có viết một cái cuốn sách, và đây chính là cái cuốn sách gọi là Áo Ngũ Thân Nam Truyền Thống. Tôi không đả động nhiều đến câu chuyện về bộ trang phục của áo của người phụ nữ, để dành cho cái phần tí nữa chúng tôi sẽ có thể thảo luận sâu hơn về cái trang phục của nữ. Thì tôi đã viết được cái trang phục như thế này, cho nên trong một cái thời lượng rất là ngắn tôi không thể nào trình bày hết được. Thì ở đây tôi có đưa ra một vài cái sự trăn trở của tôi. Cái thứ nhất là chúng ta cũng biết là ở các nước trên thế giới họ đều có cái trang phục riêng, và cái bộ trang phục không phải chỉ là cái mà chúng ta che đậy các cái bộ phận của cơ thể, mà thông qua cái trang phục khi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau, chưa có cơ hội để được nói chuyện, thì chúng ta cũng biết là nhìn cái sắc phục người ta có thể đoán biết xem là anh đến từ đất nước nào, và cái chất liệu vải vóc mà anh mặc thì người ta cũng có thể thẩm đoán là anh đến từ cái nấc thang nào hay là cái tầng lớp nào ở trong xã hội. Thì hiện nay như chúng ta biết, chỉ tính ở cái khu vực của châu Á thôi, thì Nhật Bản có một cái bộ trang phục như là bộ trang phục kimono, hay là của cái người Hàn Quốc thì có cái bộ trang phục của Hanbok, người Lào, người Campuchia đều có cái trang phục truyền thống riêng của họ. Và trong khi đó cái câu chuyện là người Việt Nam của chúng ta mặc bộ trang phục nào là bộ trang phục truyền thống đây, thì đây chính là một cái câu hỏi mà tôi cũng muốn dành cho các quý vị để quý vị cùng trăn trở đối với tôi. Cái câu chuyện thứ hai là năm 2019 thì trong cái cuộc thi về áo dài, cuộc thi về Hoa hậu thế giới, thì một cái người hoa hậu, một cái cô gái của người Trung Quốc đã mặc cái bộ trang phục áo dài của người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, và họ nhận rằng đây chính là cái bộ trang phục của đất nước Trung Quốc của họ. Và cái việc như thế này lúc đó thì từ chính phủ của ta, đặc biệt là Bộ Văn hóa cũng như Truyền thông và báo chí, rồi cũng như các nhà nghiên cứu, những người yêu cổ phục lúc đó bắt đầu là cảm thấy rất là hoang mang, là tại sao mà Trung Quốc thì vốn là một cái nền văn minh rất là rực rỡ mà họ không từ bỏ bất kỳ một cái gì để họ có thể công nhận rằng là đấy là cái di sản của bên họ, mà rõ ràng rằng là cái bộ trang phục và áo dài mà người phụ nữ của Việt Nam của chúng ta mặc và rất là nổi tiếng trên toàn cầu rồi, mà họ cũng nhận là đấy là cái trang phục của nước của họ. Thì đây chính là một cái lời kêu, hay là một cái lời kêu gọi rất là thông thiết của tôi cũng như là của các nhà nghiên cứu về văn hóa và những cái người nghệ nhân, rằng là vậy thì chúng ta phải làm cái gì trong cái câu chuyện mà Trung Quốc đang muốn xâm lấn chúng ta trên cả phương diện về mặt văn hóa trang phục. Bởi vì chúng ta cũng biết là văn hóa là một cái thứ công cụ mềm để cho tất cả các quốc gia họ có thể lan tỏa được trên nhiều cái lĩnh vực khác. Đấy, quý vị cũng biết là đất nước Hàn Quốc họ rất là nổi tiếng bởi những cái sản phẩm về mỹ phẩm của họ, và họ cũng rất là mong muốn dùng cái văn hóa để họ đi trước. Dĩ nhiên văn hóa là một cái gì đấy rất sâu, một cái gì đấy rất bền và không thể nào sổi được. Nhưng đây là một cái câu chuyện đặt ra rằng là đấy, người Việt Nam của chúng ta có những di sản như vậy, chỉ riêng về trang phục thôi, thì người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đang có là áo dài, nhưng đấy là áo dài cách tân, nhưng mà ít nhất thì đấy cũng là cái bộ trang phục của người Việt Nam chúng ta. Thì người Việt Nam của chúng ta cần phải có một cái thái độ chủ động hơn, chứ khi đến khi mà Trung Quốc
họ đang có cái ý định là muốn xâm lấn cả về phương diện văn hóa trang phục rồi, thì lúc đấy chúng ta mới tá hỏa lên, người chúng ta bắt đầu mới quay trở lại câu chuyện đi tìm thì có lẽ sẽ là quá muộn. Cho nên cái việc mà đề xuất đối với cả Quốc hội để công nhận như tiến sĩ Đinh Hồng Hải vừa rồi chia sẻ là chúng ta cần phải sớm để công nhận cái trang phục, đặc biệt như là cái bộ áo năm thân gài khuy là cái tiền thân của bộ trang phục áo dài nữ của Việt Nam chúng ta, là trở thành bộ quốc phục của đất nước Việt Nam, và sau đó sẽ đề nghị của UNESCO để có thể được ghi nhận là trở thành là di sản văn hóa phi vật thể. Thì đây là cái câu chuyện mà tôi muốn nêu ra để cho tất cả các quý vị của chúng ta sẽ cùng xem xét và đánh giá. Và tất cả những câu hỏi nào, tôi xin phép được nhắc lại rằng là tất cả những câu hỏi sau này sẽ đi vào một cái phần thảo luận xoay quanh chủ đề về áo năm thân gài khuy, thì tôi có thể sẽ sẵn sàng giải đáp một cách nó có cái chiều sâu hơn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe cái bài trình bày của tôi.